thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi của người chịu chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường ấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chắc trên người. Khi Đức Chúa Giê-xu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Con hát lên đây với tất cả tâm lòng, gửi về cha yêu dấu. Tình yêu quá cao sâu, tình yêu Chúa Trời Ngài che thay cho tội người. Vào chiều hôm ấy nơi nắng cháy vô tha, một mình Giê-xu và thập hình treo thân mình. Trọn roi Chúa chiều, ôi huyết tuôn trên đồi yêu con Ngài sinh. Đem hết yêu thương trao tất cả cho người, người mà cha yêu mến, để cứu rỗi chúng con mà Chúa phó cả sự sống con một ngày. Và tình yêu Chúa đâu ai có thể mua, vạn bạc giàu sang chẳng thế nào mua thiên đàng. Chỉ duy Giê-xu chính Chúa đưa con người đến Chúa Trời. Ai ơi, Chúa có tiếng lên gọi cha tha thiết, cớ sao cha lìa con để mình con mỏi mòn. Ai hay biết rằng con trời đau đớn để cứu rồi tôi chẳng. Chính Đức Chúa Cha Ngài quay lưng với Chúa Giê-xu người ơi, cũng vì tôi loài người Đức Chúa Trời đón phạt tội lỗi trên con Ngài yêu thương. Hãy đến bên cha rằng tất cả nỗi lòng, những buồn đau thống khổ Ngài băng bỏ vết thương, vì đòn roi Chúa chịu Ngài gánh bao nhiêu hơn. Nhân tình yêu Chúa với thập giá năm xưa, mọi việc trả xong Chúa gục đầu trao linh hồn. Cảm ơn Chúa Trời ban Giê-xu cho người, cho những người tin cha. Con để mình con mỏi mòn, ai hay biết rằng con trời đau đớn để cứu rồi tôi nhân. Trên Đức Chúa Cha Ngài quay lưng với Chúa Giê-xu người ơi, cũng vì tôi loài người nên Đức Chúa Trời đau và tôi lỗi trên con Ngài yêu thương. Hãy đến bên cha rằng tất cả nỗi lòng những buồn đau
Chúa chiều ngài gánh bao nhiêu tuổi hơn. Nhân tình yêu Chúa với thập giá năm xưa, mọi việc trả xong Chúa gục đầu trao linh hồn. Cảm ơn Chúa trời ban Giêsu cho người, cho những người tin cha. Cảm ơn Chúa trời ban Giêsu cho người, cho những người tin cha.